Bây giờ cái cuộc đua ngoại anh nó trở nên hay và gay cấn hơn rất là nhiều. Ừ. Khi mà tuần trước khi mà Man City cũng như là Arsenal gặp nhau ấy, họ hòa nhau, họ kìm chân nhau thì Liverpool đã trên vào cái cuộc đua này. Và đây lại mang đến cho chúng ta một cái cảm giác giống hệt mùa giải năm ngoái. Ừ. Đó là cuộc đua top 3 đúng không? Uh, Michael Oliver cuối tuần này top 1 có đội chủ không hay anh. Bây giờ cái cuộc đua ngoại anh nó trở nên hay và gay cấn hơn rất là nhiều. Ừ. Khi mà tuần trước khi mà Man City cũng như Arsenal gặp nhau ấy, họ hòa nhau, họ kìm chân nhau thì Liverpool đã trên vào cái cuộc đua này. Và đây lại mang đến cho chúng ta một cái cảm giác giống hệt mùa giải năm ngoái. Ừ. Đó là cuộc đua top 3 đúng không ạ? Đúng rồi. Ờ uh, cái bạn mà vừa đặt câu hỏi này này là có cái tên rất là Bạn ấy nóng, đặt là Michael Oliver là... đặt đặt một cái tên rất là nóng trong cái tuần vừa rồi. À, <laughs> thì anh 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 muốn nói thêm một chút về tại vì thực sự nói thì uh, cái này anh cũng chia sẻ nhiều lần rồi. Giải anh thì người ta cái gì cũng hay, hay từ uh, công nghệ cho tới cầu thủ cho tới truyền hình cái gì cũng hay. Nhưng mà anh chỉ thấy một cái điều duy nhất mà giải anh không hay là Tây Ban Nha là, là chất lượng và trọng tài. Uh, trong um, giữa tuần này thì chúng ta đều biết rằng là UEFA thì họ đã thừa nhận sai lầm trong cái tình huống mà ông uh, Anthony Taylor ông ấy không thổi penalty trong trận đấu giữa Đức, Đức với Tây Ban Nha, tình huống mà Cucurella đưa cả cái tay ra ấy, xong không khép vào ấy, mà ông Anthony Taylor không thổi. đó thì uh, chúng ta đều biết rằng Anthony Taylor là người Anh và bản thân cái ông này ấy, bắt ở ngoại ngành ấy thì đã có rất nhiều những cái tranh cãi về ông này rồi. Uh, anh em nào mà xem giải Anh nhiều thì sẽ thấy là ông này ông ấy là người cầm còi trong trận đấu giữa Everton với Nottingham Forest ở cái giai đoạn cuối mùa trước mà đấy là cái giai đoạn mà hai đội bóng này đang đua trụ hạng nhá mà ông ấy không thổi đến hai quả penalty cho Nottingham Forest <laughs> và anh không thể hiểu được trong một cái pha bóng như Cuella trong trận ở Euro mà ông này ông ấy bằng lý do gì mà ông lại không thổi quả penalty đó mà ông không làm trách va rõ ràng là chỉ anh nghĩ rằng là chỉ có một cái trọng tài đến từ anh một một cái dân tộc mà nó mang tính thượng đẳng một chút đấy thì anh nghĩ là người ta mới không trách va trong cái 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 pha bóng đó còn anh nghĩ bình thường là phải trách ít nhất là và trích ba trong pha bóng đó Đó thì rõ ràng là cái trọng tài ở Anh là một cái thứ rất là, rất là vấn đề mà rất là lớn Và quay lại cái trận đấu tâm điểm của tuần trước cái trận đấu giữa Man City và Arsenal ấy, cái tình huống mà ông Michael Oliver đấy cái ông mà <laughs> ông này đặt câu hỏi này ông ấy rút cái thẻ vàng thứ hai cho ra nhá nếu mà nói này nếu mà nói về luật thì chúng ta đều biết rồi đúng không là cái mùa này cứ đưa bóng nhập cuộc chậm là thẻ thẻ chúng ta đã nhìn thấy điều đó ở tình huống của Declan Rice trong trận đấu giữa Arsenal với Brighton và chúng ta cũng nhìn thấy điều đó ở tình huống mà ông Michael Oliver ông rút cái thẻ vàng thứ hai cho ra trong cái tình huống mà cầu thủ phải phá cái bóng đi đúng không? Nếu mà nói về luật thì đương nhiên rồi là đúng. Ờ, ngay sau khi đó thì hội đồng trọng tài anh người ta cũng đưa ra cái nhận xét về pha bóng này ông cũng nói rằng Oliver đúng. Nhưng mà thực ra mà nói nhá thì người ta cũng tính được rằng là cái từ khi mà trọng tài Oliver ông thổi cái còi phạt cho ra ấy đến cái tình huống mà cho ra đá quả bóng đi nó cách nhau có 2,3 giây thôi. Vâng đúng không? Nó cách nhau có 2,3 giây thôi. Thì ông phải hiểu là trong một cái giai đoạn mà trận đấu đang đi vào cuối của hiệp 1 và một cái trận đấu ở tỷ thế đang rất nóng như thế, Arsenal dẫn trước Man City đúng không? Thì bây giờ chỉ có 2,3 giây thôi thì cầu thủ người ta không thể phanh lại được cái hành động phá bóng đó. Quân quân hiểu ý anh không? Thí dụ nhá, thổi phạt rồi mà khoảng 4 5 giây sau cơ. Ông vẫn phá bóng đi thì gọi là cố tình. Thì phạt có lý. Nhưng mà cái tình huống mà Oliver cắt còi khi mà Chô ra phạm lỗi đến cái tình huống mà chô ra đá của bóng đi nó diễn ra cách nhau có 2,3 giây thôi thì ở một cái trạng thái trận đấu đang rất nóng như thế thì cầu thủ người ta không thể kìm chế được cái 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 cảm xúc người ta có nghĩa ừ. anh nghĩ rằng pha bóng đó người ta không cố tình không cố tình thế nên ông Michael Oliver ấy ông ấy đưa ra cái cái quyết định thẻ vàng thứ hai trong pha bóng đó ấy, nó rất là máy móc anh phải thừa nhận một điều rất là máy móc nó không có một cái áp đặt vào trong cái tình thế trận đấu cái diễn biến trận đấu thì có giả? cảm giác là như kiểu là như robot bắt ý bắt... các trọng tài ngồi ở trong một cái phòng máy đúng lạnh đúng rồi ngồi hòa. phòng máy lạnh ờ ừ. kiểu mà không đá bóng bao giờ ấy ờ ừ, thực ra nhưng mà nói cái tức là đầu đầu nó không bị nóng ấy ờ ừ. đầu... oh, rõ ràng không... cái tình huống pha bóng đó rất nóng tại vì nó ra đến ở giai đoạn bù giờ hiệp một rồi nó rất ừ. nóng rất là nhạy cảm đúng không cầu thủ người ta không thể phanh được nhanh như thế thế nên thực sự mà nói nhân cái bạn này hỏi bạn michael Oliver đặt câu hỏi này thì mình thấy là cái trọng tài ở anh ấy làm cái thứ mà thực sự là tạo ra cực kỳ nhiều những cái tranh cãi mà cực kỳ nhiều khó chịu. Riêng về cái mặt độ trọng tài của anh còn anh không nói về chất lượng chuyên môn hay là cầu thủ hay là gì thì mọi thứ đều xéo danh đều là số 1. Nhưng mà riêng về trọng tài thì chúng ta thấy rằng là trọng tài anh thực sự có rất nhiều vấn đề thực ra đấy để có thể đưa ra những cái luận điểm về luật để bênh trọng tài dễ lắm ừ. kể cả trong cái tình huống Korea để bóng chạm tay ấy ừ. ngay sau trận anh có thấy không đúng các loại trọng tài cũng lên bảo rằng là cái bay cái đó vì cái kia đó, tay, đúng không tay đang trên đường nên rồi. là nên là nên là chúng tôi không thổi nhưng cuối cùng ừ. sau một quãng thời gian em nghĩ rằng họ cũng ngồi trong một phòng và cãi ừ. nhau ừ. về chuyện này thì họ đã phải đưa ra một kết luận là họ đã sai họ phải công nhận rằng họ sai đúng rồi và em nghĩ rằng là cũng có rất nhiều những tình huống mà ban trọng tài anh đưa ra những cái kết luận ừ. những cái lời giải thích về chuyện rằng là tại sao tôi làm như vậy nhưng cuối cùng chắc là trong thâm tâm họ ấy cũng có một vài thứ nghĩ rằng là nếu mà được làm lại ấy, thì họ sẽ không làm như thế đúng rồi em nghĩ là nếu mà một trọng tài mà có cảm xúc với trận đấu ấy thì họ sẽ không làm như thế ở tình huống của Trossard. Họ rồi. sẽ không rút thẻ để thẻ vàng thứ hai dành cho Trosa để anh chàng này rời khỏi sân và khiến cho trận đấu trở nên không còn tính cân bằng về mặt con người ấy, mình đang Đúng nói rồi. là về mặt con mà người. Một trận đấu hay như vậy mà trọng tài người ta không có những quyết định mang tính nhạy cảm ấy thì nó thành cái phá cái trận đấu ra đúng rồi. một số bạn đang bảo là không phải hai ba không phải hai ba giây ừ. ừ. thì đại loại là sau khi mà trọng tài bắt cái cất cái tiếng còi đầu tiên phạt chô ra trong tình huống đẩy người ấy Đấy lúc anh phá bóng thì một quãng thời gian rất rất là ngắn đúng, đúng không nó không đáng để gọi là là, là 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 là, rút cái thẻ vàng vì hành lỗi hành vi câu giờ người ta đang thiếu đi cái cái tính về về mặt con người trong những cái pha xử lý Nếu không thế đó, thì luật thôi. hôm nọ em với cả anh Huy ngồi với nhau ấy Cũng có nói ừ. rằng là nếu mà Trọng Tài cứ mang luật ra để để, để làm việc như thế ấy, ừ. Thì bây giờ không cần ông Trọng Tài đứng ở trên sân nữa Đúng rồi Chỉ cần một ông ngồi trên phòng va Cam bây giờ công nghệ hiện đại rồi ừ. Cam bắt các chiều luôn đúng 360 độ tất cả các tình huống Đúng không? Và Trọng Tài ngồi trên khán đài tuyết cái Sau bắt đầu uh, mọi thứ được xử lý bằng va rồi uh, phát hình ảnh camera ở trên màn hình đấy vì thế này tôi tôi thổi thổi phạt đúng không ừ. cho nhanh ừ. cần gì cái ông cứ chạy lẽo đẽo theo trận đấu để làm gì ừ. bởi vì người ta cần cái ông chạy lẽo đẽo theo trận đấu bởi vì người ta cần yếu tố con người ở đấy đúng Tức rồi là phải có cảm nhận về được. trận đấu ở đấy chứ không phải là một cái máy một cái công thức mà bạn cứ mang cái công thức ấy ra để không, áp vào cứ một mang, trận đấu cứ mang luật đấy ra để đúng áp vào trận đấu được đúng, đúng rồi. rồi ở cái pha bóng đó thì mà anh thấy rằng là với cả mỗi tình huống nó có một cái kiểu khác nhau uh -huh. nhá chứ không phải là luật nó chỉ là khô cứng theo cái kiểu là à luật là nó đưa ra một cái 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 điều luật như này nó áp vào một cái khung hình phạt như thế này thôi ừ. nhưng mỗi tình huống nó có một cái trạng thái khác nhau Đúng rồi. giống như câu chuyện mà các bạn đang comment lên không phẩy hai giây nó khác hoàn toàn với hai phẩy hai giây Đúng rồi. hay là bao nhiêu giây đấy đúng không ạ đúng rồi mà cái vấn đề trọng tài này anh nghĩ là ở giải anh ấy người ta lại rất hay gặp ở những trận đấu lớn tại vì những trận đấu lớn nhiều người xem mà cứ trận đấu lớn thì trọng tài anh lại có vấn đề Vâng. mà cuối tuần này nhá chúng ta đều biết rằng là man united sẽ đá với tottenham một trận đấu mà tâm điểm ở vòng đấu này ấy. mà cái người bắt trận đấu này là ông chris Cavanaf thì ừ. ông này cũng 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 đang đang bị soi rồi <laughs> chúng ta đều biết rằng ông này là ông bắt trận arsenal vs brighton ấy cũng là người rút cái thẻ vàng thứ hai cho Rice trong cái tình huống mà cũng đá bóng tương tự và thêm một điều nữa là ông Cavani này này ông còn đang bị soi tại vì là mùa trước ấy thì ông này ông cầm còi trận đấu giữa mu với chelsea lượt đi mùa trước ấy thì ông ấy cũng cho mu thưởng quả bên ti mà quả đấy cũng tranh cãi Bà. đó thế đấy ông chris Cavani này cầm còi trận đấu chủ nhật này là cũng sẽ là cái người bị soi rất là nhiều